sẽ xét nghiệm cả nhà. Chút xíu nó xong thôi. Chút xíu nó xong nha. Máu cho má đi xét nghiệm. Ráng lên nha, ráng lên. Ráng lên nha, cứ nắm tay nè. Đau đau, có máu nó còn mà thử qua. Sắp xong rồi, chút xíu không nha. Lấy được cái bèn đó mà. Chút xíu nữa là xong rồi nha, ráng lên nha. Cái cuối cùng nha. Rồi xong rồi nha. Cho bà nội uống nước đi xin. Để cho bà nội đi, cái này là để gắn cái ven hả? Thì để cái này thử bác sĩ coi coi là có đủ sức để mà gắn không. Không phải là đủ sức để gắn không, tại vì cái lần này gắn là xét nghiệm. Ông phải cho uống thuốc mê với mình ngủ luôn. Để coi coi đó. Ông có coi là cái có đủ sức để mà uống cái thuốc mê đó không? Mà mọi người nghĩ lấy thôi chứ. Thank you. My pleasure. Okay, you want to come hold the pillow? And then you want to put the blanket on? Hỏi bà ăn gì không? Bà nội muốn ăn cái gì không? Bà nội muốn ăn cái gì không? Ăn cái gì? Không muốn ăn gì. Mì, phở. Bún. Ăn mì hay phở không? Bún. 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 Thôi bà muốn ăn cái gì? Ăn mì không? Thôi muốn ăn cái gì cũng được hết. Ăn gì nấu liền. Ăn cái gì cũng được. Hồi nữa cho hai cho bà nghỉ đi. Tháng Thím có làm mà. She took it around 10. If you want to go grab it and give her another dose, it has been. Sáng làm tô bún rồi đó nhưng mà đâu ăn đâu, để đây hồi đem bỏ rồi làm. It's a good time to do it now. It's 3 hours has passed. Where's the room? It's in the fridge in her room. Mặt lên camera đẹp gái quá nè. Bi nhìn nè Bi. Hồng hồng đẹp gái quá ta. Chào. Má mệt hả? Gán ăn nhiều á để khỏe ha. Sao có thấy con vậy? Muốn nói gì hả? Sao
Ngồi xuống. Ngồi xuống hả? Muốn nói gì? Hả? Muốn cho váy đụp nữa phải không? Có gì đâu mà ăn. Có gì muốn ăn gì? Muốn ăn bún không? Con làm bún cho ăn. Hả? Dạ. Hả? Bà lớn tuổi rồi bà thường có con có cháu dữ lắm. Dạ. Nắm tấm tay nè, nắm tay kêu ngồi xuống. Thì con cháu cũng thương bà đó. Bi tự nhiên kêu mọi ngồi xuống, nắm tay bóp tay mọi người. Bác Trâm, muốn đưa bà nội cái thuốc không? Để cho chị đi. Có đau không? Hả? Ừ. Có đau không? Đau không? Dạ. Bây giờ muốn ăn gì đau, con? Đau, 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 đau cho mình không nè. Mệt hả? Giờ ăn gì con làm cho ăn nè. Hả? Ăn bún nha. Nói gì được bây giờ? Muốn ăn cái gì cũng được á. Muốn ăn cái gì con làm cho ăn. Ở nhà không có thì con đi mua. Mà đâu con biết. Ăn bún nha. Ăn bún nha. Con muốn ăn gì con làm. Dạ. Ăn bún với thịt không? Hay là ăn bún không? Ừ. Đẹp gái quá nè. Hôm nay nhìn thấy đẹp gái quá nè. Mẹ thích ăn gì nhất? Hả? Cái mặt không hồng đẹp gái mà. Mẹ thương con không? Ừ. Mẹ có thương con không? Không. Mẹ có thương con không? Không thương. Thương nhiều không? Thương có con có cháu nhất trên đời. Dạ. Con cháu cũng thương mẹ nhất trên đời luôn á. Bây giờ mẹ phải ăn nhiều để sống lâu với con cháu nha. Khỏe rồi mới ăn. Ăn không được chứ. Dạ, không ăn được thì uống súp ha. Con đưa con nấu súp cho uống. Hấp súp cũng được, hấp súp cũng khỏe. Ừ. Muốn rồi mẹ ăn đi gì thì ăn, chứ mẹ đâu có biết cái gì. Dạ, rồi con làm cho mẹ ăn nha. Ừ. Nhưng mà mẹ phải ăn đó, chứ con làm quá trời mà mẹ đâu có ăn đâu. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ hả? Là gần 1 giờ trưa rồi. Mẹ đói bụng chưa? Có ăn cháo không? Ban ngày. Ban ngày. Thấy trời sáng không? Mẹ thấy trời sáng không? Trời sáng là ban ngày á. Buổi tối là ban đêm. Ừ. Bà nội muốn ăn cháo không? Xin đi hỏi ra. Xin đi hỏi bà nội có ăn cháo không kìa. Xin đi. Cháo thịt. Ăn cháo thịt nha. Ăn chút luôn. Dạ. Thấy Cindy giỏi không? Cindy hôm nay ngủ với bà hai đêm rồi đó. Ai cũng thương bà hết á. Bởi vì bà phải khỏe sống lâu với con cháu nha. Ừ. Ừ. Ok, nắm ra Cindy nha. Gửi con làm cháo cho má ăn ha. Cindy, mình nắm tay bà đây. Uống thuốc đi, uống nó không có bị mệt, bị đau. Thuốc bác sĩ cho đó. Chút xíu thôi. Thuốc. Sigo quá, uống đi. Ngậm vô. Nè, uống hết. Giỏi quá vậy? Giỏi vậy. Uống chút xíu nữa. Cháu nào cũng thương hết trơn, nó hạnh phúc quá rồi. Hỏi đi ăn. Thế biết ai không? Thế biết ai không? Có phải là con này xin đi không? Phải không? Bà nội muốn ăn cháo không? Ăn chút xíu thôi. Cháo ăn gì? Cháo thịt. Cháo nào bà nội muốn ăn? Muốn cháo thịt không? Cháo nấu rồi nào. Mới nấu. Muốn ăn hả?
không để cho nó mà muốn nó đi cho bà uống thuốc chưa nhỉ? Dạ. Yeah. Cái chai đâu? Chị mình rửa tay đi, Mr. Kỳ. Cái ăn cháo không? Ăn chút xíu. Nó mà muốn ăn nó mang theo con. Mới nói ăn gì hết. Ăn giống như chút xíu thôi. Chuyện dễ thương, muốn ăn giống như chút xíu thôi. Muốn ăn. Muốn ăn à? Muốn uống nước không? Mình phải uống nước á. Yeah. Nói bà Hồng mà không hồng dễ thương hả? Giống như đánh hoa hồng. Cười miệng, miệng. Uống nước trà không? Ừ. Uống nước trà không? Nước trà không? Nước trà. Nhớ bà nội làm cho con nước trà hoài không? Con uống không? Cái bà lên nước trà đặc nè. Bà khỏi có đường không? Bà đường. Đá không? Đá ngay uống trà không? Đừng có bỏ đường tại vì giống như đường nhiều đường quá thì phải. Vì sao? Không biết nói. Tại sao không tốt không? Vì không có tốt á, tại vì có nhiều đường quá. It's ok, tại giờ chút xíu chút xíu, tại giờ trà mà lạc quá uống trà đường thì uống dễ hơn. Để mà thêm chầm làm cho nè. Cực kinh này, ngủ rồi nè. Nằm nghiêng, sắp lọc. Mình muốn đọc lắm rồi, mình chưa đọc được. Mình quên đeo bọc tay, tại vì bóng tay nha cắt rồi nhưng không dám cắt quá sát, cái em hay quò mặt để nó chày vào bịch bên lại, nhưng hồi thức thì mở ra ngủ hay cào mặt. Y tá cái nhà đã lấy áo con y tá là thăm khám hàng tuần, cháu cho mà phiên dịch cho cả nhà. Yes, yes, but she needs help. No, she's just tired. 97%. So we will help move her up. You're gonna have to listen to her. Mm-hmm. Hi, Emily. Hỏi nhà ngoan nha, mẹ đi rước chị hai á. Hi, Emily. Hồi nó khóc mà con cứ ẵm lên đi vòng vòng ẵm vậy đó. Ẵm nó quay ngược, biết rồi không? Ẵm vòng vòng á. Đâu có chịu ngồi yên. Bữa nay nó dễ chịu hơn. Tại vì khó chịu đâu ai ẵm đâu. Hả? Phải dễ chịu. Bà thường bà đi từ ngày bà nghỉ cho nên cô này khổ thế. Ngỏ bà nói ôi đem cơm ra có ăn không mày, đòi ăn hay sao? Ăn thịt. Ăn thịt mới đầu chỉ nói thịt thôi, không có bà muốn ăn gì với thịt không được. It's 118/70. Okay. As you see before, she had a low blood pressure. Yeah, yeah. It was last Wednesday where her blood pressure. Nóng đâu? Nóng hả? Nóng đâu? Nóng đâu? Sure, we took everything.
chút xíu cho chơi với em bé nè. Không có nóng. Không. Ok. Không ác được. Phải nằm xuống ha. Để nó ngồi ra ăn thôi, không có ăn gì nữa. Dạ. Rồi bây giờ ngoài muốn nằm xuống chưa? Muốn nằm xuống chưa? Ngoại muốn nằm xuống chưa? Bà ngoại muốn nằm xuống chưa? Nằm xuống hả? Muốn nằm xuống chưa? Ừ. Rồi ok. Đây 100 năm hỏi gì đó. Dạ ui, không thấy sao con hỏi. Dạ ui. Mẹ vô Việt Nam nha. Ăn rất là ngon. Không chịu ăn, ăn hủ phải ăn bịch đại vậy nè. Làm xong rồi ủ tới 12, 13 tiếng thì bỏ cho bạn ăn ngon. Đang đứng giữa tình cộng. Đang đứng ngồi order nha. Mà không biết chừng nào làm. Có thời gian làm. Ông nhà nó làm báo ngày đó mà chưa làm. Làm đi. Đều biến Nguyễn Thị Sang lên ngửi rau. Cái dâu đó làm mùa đông nó cực ha. Cũng ngồi canh. Canh gì bỏ cù lờ, nó sống phải canh chi ông. Điện quá. Điện quá. Ví dụ như 10 tiếng nó chung. 12, 13 tiếng còn canh gì sang. Canh để đó. Tiếng thì cứ 12 tiếng lấy thôi. Thay nước nóng lần. Thôi thay. Chị là chị chỉ cần để vô vậy đó. Rồi chị để nước nóng vô. Chị để 13, 14 tiếng vậy đó. Thì xong mấy gan ăn chua hơn. Chua kệ. Không có canh gì hết. Canh nó đủ chua chị. Đi học giờ kêu chụp hình đó. Ê, vậy đó vậy lên đó tự nhiên ở đây tự nhiên leo lên đây rồi bắt đầu leo xuống yes kêu lên kêu lên. Nhau nắm tay nãy thì ôm giờ nắm tay sáng giờ nắm tay với ôm tình cảm tự nhiên bữa nay nắm tay chăm hoài luôn giờ vỗ tay nắm tay vỗ. Vỗ tay bà cho ăn bánh không thôi bà đánh bùm bùm búm bùm. Hát đi cưng quá ai cưng con cưng nhớ kia cưng cưng ai mẹ cưng con dâu mẹ cưng con dâu con dâu cũng thương mẹ mẹ phải sống lâu với con dâu nha. Đó giờ đâu có nắm tay chăm đâu. Mẹ cưng cho ngoài của mẹ. Mẹ cưng cháu ngoại. Mẹ là baby đó. Dạ. Mẹ thương con dâu, mẹ cưng cháu ngoại của mẹ là baby. Tại sao? Hả? Mẹ đâu mẹ ốm còn ngày tới mà mẹ mẹ đều có. Ở đây có mình con với baby thôi. Có mấy chị nữa mà, mấy chị cuối tuần cũng đến với mẹ mà. Mấy chị thì tiêu rồi. Bởi vì mẹ phải ăn nhiều vô, mẹ sống lâu với tụi con nha. Để con với baby, cháu ngoại, con dâu với cháu ngoại chăm sóc mẹ. Con ơi baby hả? Ôi mẹ. Dạ. Ôi mẹ coi hiếu. Mẹ cho ai? Cho con với baby, ai có hiểu mẹ thì mẹ cho. Trời ơi, cái này cứ ghi âm lại con Bi ơi. Này vô con Bi ơi. Cho cái túi này phải không? Trời ơi, có bài phim rồi. Con đã bỏ hy vọng mua nhà, mà chắc được cái túi này chắc mua được nhà. Có hy vọng rồi hả Vi? Không, có video làm chứng rồi. Ngoài xe đổ nha.
Tụi con không có cần gì hết á, tụi con chỉ cần á mẹ sống lâu với tụi con khỏe mạnh là được rồi. Nha. Cục vàng này mua chắc được mấy cái nhà luôn nè. Ủa, cười hả? Cục vàng này mua được mấy cái nhà luôn nè. Ô ô. Ê ê, thôi nằm đó đi, để cho người ta làm chuyện lớn. Chăm suy. Suy. Đi ăn xe. Hai mẹ cháu. Cánh tay phải với cánh tay trái của bà. Chào với bà nội đó nè. Slam. Slam. I mean slam. Con hôn tay bà nội đi. Mà. Hôn tay bà kìa. Con nói con với bà nội. Bà nội. Nói bà nội phải sống lâu với con. Bà lắm tóc và trắng, và trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Cháu vâng lời cháu biết bà vui, vui. Tự hỏi bài gì nữa. Ăn đi con, ăn đi.